Sao thế? Xong chưa? Dạ, thưa anh, tình hình hơi căng. Khả năng em phải gọi cứu hộ anh ạ. Thôi, cậu ở lại lo đi. Tôi ra kia bắt xe. Sửa xe rồi báo cáo tình hình cho tôi, để tôi còn nắm được, nhá. Dạ vâng, cũng chỉ còn cách đó thôi ạ. Em rất xin lỗi chủ tịch vì sự cố này ạ. Rồi, không sao cả. Cậu ở lại nhá, tôi đi trước đây. Dạ vâng ạ. Tôi chết rồi, không phải trùng hợp thế chứ. Này cô kia, đứng lại cho tôi. Này, này cô kia, cô ra đây nói chuyện với tôi. Này cô kia, cô đi ra đây. Này cô kia, may cho cô đấy, chuyện này chưa xong với tôi đâu. Chủ tịch làm gì mà lâu thế nhở? Gọi mãi không nghe máy nữa chứ. Cô nhìn cái gì? Trông tôi chưa đủ thảm à? Chủ tịch, ai làm anh ra nông nỗi này đấy ạ? Tôi cũng muốn biết điều đấy đây. Ngọc. Dạ. Cô kiểm tra giúp tôi xem tài liệu có bị ướt không. Dạ nhá. Vâng. Ai mà to gan lớn mật thế không biết nữa. Chủ tịch, anh không sao chứ ạ? Ừ, tôi không sao. Tài liệu thế nào? Vẫn ổn cả anh ạ. Nhưng mà anh như thế này có tiện tiếp đối tác không ạ? Vậy cô nghĩ tôi về thay đồ sẽ kịp giờ hẹn gặp người ta sao? Thật không thể hiểu nổi, tại sao lại có người thiếu ý thức như vậy? Tôi như thế này rồi, là nơi gặp đối tác, cô phải biểu hiện cho tốt. Nếu chúng ta có được hợp đồng này, tôi sẽ thăng chức cho cô. Chủ tịch nói thật đấy ạ? Dạ vâng ạ, nhất định em sẽ cố gắng cho thật tốt, anh yên tâm ạ. Em gọi anh ra đây có việc gì mà sớm thế? Anh nhìn xem mấy giờ rồi, anh còn kêu sớm. Dạo này công ty anh hơi nhiều việc, cho nên tối hôm qua thức hơi muộn. Thức muộn? Thế là hôm nay cũng chẳng thèm đến công ty luôn. Em yên tâm, mọi việc đã có thư ký của anh lo rồi. Anh mới tuyển được một con bé nhanh nhạy phết. Anh cứ như thế, em không hiểu là bao giờ anh mới thành công được nữa. Em nói thế nào ấy chứ, anh địa vị cao quý, tiền bạc thì dư thừa, vậy mà qua cái mồm của em ấy, lúc nào anh cũng như đứa trẻ con ấy. Thôi được rồi, vừa nãy lúc anh ra đây, anh thấy em còn vui vẻ lắm cơ mà. Gọi anh ra đây có việc gì đấy? Thì mới được thăng chức, gọi anh ra để chia vui thôi. Cái gì? Em được thăng chức? Ừ, vừa mới hôm qua thôi, chủ tịch bổ nhiệm em làm giám đốc bộ phận quan hệ công chúng. Thế thì hay quá còn gì, sau này lại em phải chiếu cố thêm cho anh đấy. Bản thân của anh cứ mãi như thế, thì cho dù em có chiếu cố bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng chỉ đến thế thôi. Thôi, đừng nhắc mấy cái chuyện không đâu nữa. Cái chuyện của em được thăng chức, nó mới là quan trọng kia kìa. Bây giờ để anh đưa em đi ăn, xem như là chúc mừng nhá. Đi thôi, chẳng phải em gọi anh ra đây để chia vui à? Bây giờ anh đưa em đi ăn còn gì? Mời vào. Em chào chủ tịch, em là thư ký mới ạ. Ừ.
chẳng phải người hôm trước bị mình hất nguyên chậu nước vào người à? Sao anh ta lại là chủ tịch tập đoàn IBA được nhỉ? Trời ơi! Cô sao thế? Đau bụng à? Dạ không, em không sao đâu ạ. Mày thế, anh ta không nhận ra mình. Tôi nhìn cô rất quen, nhưng mà nhất thời chưa nhận ra. Không biết là tôi với cô gặp nhau ở đâu nhỉ? Chủ tịch, trước kia em làm thư ký giám đốc của một công ty con thuộc chi nhánh tập đoàn mình, cho nên chắc chắn chúng ta chưa gặp nhau đâu ạ. Chủ tịch, người giống người là chuyện bình thường thôi, anh không cần phải suy nghĩ nhiều cho mệt đâu ạ. Cô nói cũng phải. Mời cô ngồi, chúng ta trao đổi công việc. Dạ. Cái gì? Mày nói thật á? Tao đùa mày làm gì? Hôm nay tao vừa bắt đầu công việc mới đấy. Cái con danh này, bạn bè thế đấy, bắt đầu công việc xong mới nói cho tao là thế nào? Thì tại tao cũng bị bất ngờ mà. Cái lúc mà mới nhận việc xong, tao còn chả dám tin vào hiện thực nữa, sao dám báo cho mày? Đấy, suốt ngày than vãn, bây giờ đùng một cái trở thành thư ký của chủ tịch luôn. Lần này thì mày hết kêu ca nhá. Mày lại sao nữa đây? Tao đang lo đây. Vừa mới đi làm đã gây ra một tội to đùng với chủ tịch rồi. Tao sợ anh ta mà biết, có khi đuổi việc tao luôn ấy. Ôi dồi, nghiêm trọng thế cơ à? Cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến... Ô hay, sao tự nhiên lại ăn nói lấp la lấp lửng thế? Thôi, chuyện này cứ từ từ rồi nói. Bây giờ đang vui, nói đến mấy chuyện này mất vui ra. Thế thôi, chả mấy khi mày có chuyện mừng, chúng ta đi ăn đi, hôm nay tao khao. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này á, tao đồng ý cả hai tay. Em ơi, cho chị thanh toán tiền. Cô sao đấy? Chủ tịch, em nhớ là hôm nay lịch trình của anh đâu có việc gì phải ra ngoài ạ? Tôi biết. Vậy chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Đi xử lý một chút việc riêng. Việc riêng là việc gì nhỉ? Đừng bảo là anh ta sẽ... Cô Phương Anh. Dạ. Cô thông thạo khu đô thị Lạc Hồng chứ? Dạ, em cũng không thông thạo lắm đâu ạ. Nhưng mà sao chủ tịch lại hỏi thế? Tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho cô. Nếu làm tốt, tôi sẽ trọng thưởng. Chủ tịch, nếu mà không xong thì làm sao ạ? Vì cô là người mới nên tôi nhắc nhở nhẹ cô là tôi không thích nghe những lời này từ cấp dưới. Từ sau tôi giao việc, đừng nói mấy lời này ra. Sao vậy? Dạ không ạ. Chủ tịch cứ nói đi, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Tốt. Ở khu đó có một cô gái rất thiếu ý thức. Cô ta hất nước vào người tôi, làm tôi mất mặt trước đối tác. Tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta được. Có chuyện đó sao ạ? Cô nghĩ tôi là người thích đùa à? Chủ tịch, em nghĩ là cô gái đó cũng không cố ý đâu. Mà đằng nào chuyện cũng qua rồi, hay là chúng ta bỏ qua luôn đi ạ? Không được. Vấn đề không phải ở chỗ là tôi bị nhếch nhác trước mặt đối tác, mà là ở thái độ của cô gái đó. Ý chủ tịch là sao ạ? Cô gái đó dội nước vào người tôi, không có một câu xin lỗi, mà cứ thế bỏ đi. Như vậy là rất bất lịch sự. Em nghĩ là cô gái đó chắc là lo sợ quá nên không dám gặp anh, chứ không có ý gì đâu ạ. Sao nãy giờ tôi thấy cô cứ bênh chầm chập cô gái đấy thế? Cứ như kiểu cô chính là cô gái đấy á. Dạ không, em sao có thể là cô gái đó được. Thế thì đi thôi. Chính là căn nhà này. Cô vào gọi chủ nhà ra đây giúp tôi. Dạ. Chủ tịch, chẳng phải anh bảo chuyện này giao cho em sao? Hay là anh cứ về đi, chuyện này một mình em giải quyết được rồi. Nếu đã đến đây rồi thì tôi phải nói chuyện với cô ta một cách rõ ràng. Còn chuyện sau đấy là phần của cô. Chủ tịch, như anh cũng thấy rồi đấy, căn nhà này cũng không phải nhỏ.
thì làm sao mà chủ nhà thiếu ý thức như thế được? Có khi chỉ là giúp việc người ta bất cẩn cũng nên. Mà thân phận như anh ý thì làm sao phải chấp nhặt với mấy người giúp việc làm gì, đúng không ạ? Sao hôm nay tôi thấy cô cứ lạ lạ ấy? Có phải là cô đang thoái thác công việc đúng không? Chuyện này cũng được tính là công việc sao ạ? Thôi được, nếu như cô đã không muốn thì tôi cho cô về. Ở đây để tôi. Không, em làm ạ. Ô kìa, hôm nay mày không đi làm à? Sao không nói gì thế? Mà anh chàng này là ai? Đây là sếp Long, chủ tịch tập đoàn ABA đấy. Mày không nói đùa tao đấy chứ? Chào cô, tôi là Tô Phi Long, chủ tịch tập đoàn ABA. Ngày hôm nay tôi đến đây có một chuyện muốn làm rõ ràng với cô. Đi vào trong với tao, nhanh. Chủ tịch, em có việc cần nói với bạn em, anh đợi chút ạ. Để tôi xem hai cô định giở trò gì. Hai cô xong việc rồi chứ? Chủ tịch Long ạ. Có gì cô cứ nói đi, tôi sẵn sàng nghe đây. Chủ tịch Long, chuyện là hôm trước tôi bất cẩn nên có hắt nước vào người anh. Lúc ấy tôi sợ quá, lại không nghĩ người đấy là anh, cho nên tôi đã trốn vào nhà. Vì thế hôm nay tại đây tôi chính thức xin lỗi anh, mong anh rộng lượng bỏ qua ạ. Thì ra người hắt nước vào tôi hôm đấy là cô à? Thế sao lạ nhở? Vừa nãy thì không nhận luôn đi, còn chạy vào nhà làm gì? Bạn em nó hơi cố chấp tí. Chủ tịch thông cảm ạ. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cô Tuyết đây đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty PJ đúng không? Dạ. Chủ tịch Long, tự nhiên anh hỏi chuyện này làm gì ạ? Này, hẹn mày khi khác nhá. Chủ tịch, đợi em với. Ok. Mày làm cái gì mà bây giờ mới đến? Đang bao nhiêu việc phải làm, gọi tao ra đây làm gì? Còn thế nào nữa? Mày đã thăm dò xem thái độ chủ tịch của mày như thế nào chưa? Từ cái hôm anh ta về cứ im hơi lặng tiếng mãi, có đả động gì đến chuyện này đâu. Người ta thường bảo trước cơn bão tố biển thường rất yên bình đấy. Mày nói nghe ghê gớm thế. Chứ còn sao nữa, anh ta đã điều tra ra chỗ làm việc của tao rồi. Có khi nào anh ta sẽ đến tác động với sếp của tao để tao phải nghỉ việc không nhỉ? Chắc không đến mức ấy đâu. Người ta là chủ tịch một tập đoàn lớn, làm gì đến mức nhỏ nhen như thế. Mày thì biết cái gì, càng những người có địa vị cao họ càng quan trọng mặt mũi. Tao thì vẫn thấy chủ tịch Long không phải người như thế. Rồi à, tự nhiên tao lại giúp mày làm cái gì, thành ra lại đắc tội với một nhân vật lớn. Thì mày phải giúp tao chứ, công việc này của tao đâu phải dễ dàng có được đâu. Thế mày nghĩ tao leo lên được chức trưởng phòng dễ lắm à? Mà chẳng phải tất cả tại mày à? Tao đã bảo là bê cái chậu nước rửa chân đi vào nhà tắm đổ đi, mày cứ không chịu, bắt tao hất ra đường làm gì? À đúng rồi, chắc là chủ tịch Long chưa biết đấy là chậu nước rửa chân của tao đâu đúng không? Tao cấm mày nói đấy, mày mà nói ra tao cũng sẽ khai hết mọi chuyện của mày cho mà xem. Tao biết rồi. Với lại mày về thăm dò thái độ của chủ tịch Long xem thế nào, chứ cứ sóng yên biển lặng thế này tao thấy bất an lắm. Biết thế, tao về đã. Có tin gì tao báo cho mày đầu tiên, được chưa? Thế nhá. Thưa ký Vương Anh, cô đi đâu vậy? Chào chủ tịch Long. Chào giám đốc Ngọc ạ. Tôi đang hỏi cô đấy.
Sao cứ ngẩn ngơ vậy? Dạ không, em có ngẩn ngơ đâu ạ. Em đang sang phòng chủ tịch để xem anh có gì cần em làm không ạ. Có chuyện gì tôi sẽ gọi, không cần mất công vậy đâu. Vậy em xin phép ạ. Khoan đã, tôi và giám đốc Ngọc bận đi gặp đối tác, chiều nay khả năng sẽ về muộn. Cô điều chỉnh lại lịch làm việc giúp tôi nhé. Dạ vâng. Chào chủ tịch, chào giám đốc ạ. Ừ. Chủ tịch, em thấy kể từ cái hôm mà anh đưa cô ta đi làm cái chuyện gì đó ấy, về cô ta cứ ngẩn ngơ ngơ như làm sao ấy. Không hiểu là hai người đã đi đâu ạ? Chúng ta đi thôi. Phương Anh đấy à? Giám đốc Hải, chào anh. Lâu rồi không gặp, không ngờ em vẫn còn nhớ tới anh đấy. Vâng, vậy anh đi đâu thì xin mời, tôi đang bận chút việc ạ. Ơ kìa, mấy năm rồi không gặp, sao em vẫn phụ với anh đấy? Tôi với anh chẳng thân thiết gì, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới có mấy tháng thôi. Anh nói vậy người khác mà nghe thấy, họ lại hiểu nhầm đấy. Thân phận như anh không sợ người ta hiểu nhầm thì thôi, em thì sợ cái gì chứ? Tóm lại là anh muốn gì đây? Phương Anh này, giờ em đang làm ở đâu vậy? Nếu em cảm thấy khó khăn quá, hay là cân nhắc việc quay về công ty anh làm đi. Cảm ơn, hiện tại công việc của tôi đang rất ổn. Mấy năm rồi mà em vẫn ngang bướng như vậy, đáng tiếc cái sự ngang bướng của em nó lại thu hút anh, làm cho anh không quên được em mới khổ chứ. Trước đây tôi nghe nói anh đang yêu cô gái nào mà, không biết bây giờ đã cưới nhau chưa? Liên quan gì ở đấy? Tôi chỉ đang tò mò, không biết chị ta có biết được sau lưng chị ta anh lại là con người như thế nào không? Đấy là việc của anh. Với anh, tất cả phụ nữ chỉ là đồ chơi thôi, trừ em. Vậy sao giám đốc Hải? Ngọc, sao em lại ở đây? Anh đúng là to gan lớn mật thật đấy. Ngay cả thư ký của chủ tịch tập đoàn ABA mà anh cũng dám tán tỉnh. Xem ra là anh không muốn công ty của mình phát triển nữa rồi đúng không? Em nói gì cơ? Thư ký của chủ tịch á? Chủ tịch, tài liệu anh cần đây ạ. Giám đốc Hải phải không? Tôi cảm thấy anh rất có hứng thú với thư ký của tôi nhỉ. Trước đây là thư ký Ngọc, còn bây giờ là thư ký Phương Anh. Anh, không lẽ anh là chủ tịch tập đoàn ABA ạ? Tôi hết lần này đến lần khác giúp đỡ công ty của anh, nhưng mà sau lưng tôi anh lại làm ra nhiều trò bị ổi như thế à? Cô Ngọc này, tôi nghĩ là cô nên giải quyết chuyện cá nhân của mình cho tốt. Tôi và thư ký Phương Anh sẽ đi gặp đại diện PJ. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Chúng ta đi thôi. Anh xem chuyện tốt mà anh làm đi. Ngọc, em cứu anh với. Chuyện đã đến nước này rồi, nếu mà em bỏ anh thì công ty anh phá sản mất. Tôi không quan tâm, tránh xa tôi ta. Ngọc, đợi anh với, Ngọc. À phải rồi, cô Tuyết gì đó đang làm cho PJ đúng không? Chủ tịch, anh vẫn nhớ chuyện này ạ? Cô ấy hất nguyên một chậu nước vào người tôi, làm sao tôi quên được chứ? Chủ tịch, vậy anh định làm gì nó ạ? Cô nói xem. Chủ tịch, thật ra người hất nước hôm đó vào anh là em ạ. Cô nói gì cơ? Dạ, là em sợ mới vào làm bị chủ tịch đuổi việc, cho nên em mới bỏ cái Tuyết nhận hộ. Em xin lỗi anh ạ. Vậy là hôm nay cô sợ tôi đến PJ rồi tiện thể xử lý luôn bạn cô, nên cô mới thú nhận đúng không? Cũng không hẳn. Em định thú nhận mấy hôm nay rồi, nhưng mà em chưa có cơ hội ạ. Rất tốt. Chủ tịch, anh nói vậy là sao ạ? Một cấp dưới dám làm dám nhận, tôi nghĩ là tôi hài lòng với thái độ của cô. Thế còn chuyện chậu nước thì sao ạ? Ngay từ hôm đầu tiên gặp cô ở tập đoàn, tôi đã nhận ra cô rồi. Tôi muốn xem thái độ của cô thế nào thôi. Cô thấy đấy, nếu đã nói dối một câu
thì sẽ phải kèm theo các câu nói dối khác để lấp liếm. Không hề dễ chịu. Hơn nữa nhân viên của tôi không thể là một người vô trách nhiệm, một người gây ra lỗi mà không dám nhận được. Lần này may cho cô đấy. Dạ, em biết sai rồi ạ. Nếu như cô thực sự nhận ra sai lầm của mình thì hôm nào rảnh mời tôi đi ăn tối đi. Thế nào? Trời ạ, biết chủ tịch dễ tính như thế, mình đã thú nhận ngay từ đầu rồi. Nói dối làm gì cho khổ chứ.